Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì ta và vì lời ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này thì con người cũng sẽ hổ thẹn từ cước nó khi người đến trong vinh quang của cha người cùng với các thần thánh. Và Ngài nói với họ: Quả thật ta bảo các ngươi, trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết trước khi thấy nước Thiên Chúa đến trong quyền năng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Trên con đường đi ngang qua giáo phận Xuân Lộc, tức là từ mãi Biên Hòa đi lên trên Gia Kiệm, lên trên kia Long Khánh, có một ngôi nhà thờ mặt tiền mang một dòng chữ thật là to: sống là chọn. Câu này dễ làm ta nghĩ đến câu kế tiếp: mà chọn là bỏ. Bỏ là điều dù muốn dù không ai cũng phải làm nhiều lần trong cuộc đời. Thai nhi phải bỏ bụng mẹ ấm êm, cô gái phải bỏ gia đình để về nhà chồng. Bỏ khi chọn việc, chọn trường, chọn nhà, chọn ơn gọi, vân vân. Mà bỏ thì thường làm chúng ta đau đớn. Nhưng chúng ta không thể chọn tất cả. Tuy nhiên có khi từ bỏ lại đem lại niềm vui đến nỗi chúng ta không biết mình đang bỏ. Một vận động viên, một nhà khoa học hay một tu sĩ đã tự ý bỏ nhiều điều, nhưng họ rất vui khi nghĩ đến kết quả của việc từ bỏ đó. Trong bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu mời các môn đệ và đám đông từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ngài. Từ bỏ chính mình là không coi mình như là trung tâm nữa. Không coi danh dự, quyền lợi, dự tính của cải là điều mình phải nắm chặt. Và vác cái thanh ngang của thập giá là việc mà người sắp bị đóng đinh phải làm. Khi Chúa Giêsu vác thanh giá trong phim trong ấy thì chúng ta thấy là chỉ có là vác cả kê thanh giá. Nhưng mà thực sự là chỉ có vác cái thanh ngang thôi. Rồi cái cây đó thì đã để sẵn ở trên cái ngọn đồi Golgotha, là khi tới thì là họ đặt nằm ở trên cái cây dọc đó và họ siết lại, họ đóng lại. Như thế vác thập giá đồng nghĩa với việc chấp nhận cái chết sắp xảy ra. Chúa Giêsu đã sống những điều này trước khi mời chúng ta sống. Ngài đã vác thập giá ra trao cho Ngài. Ngài đã từ bỏ chính mình hoàn toàn khi bị treo trên thập giá. Đời sống của người Kitô hữu mãi mãi không bao giờ là một đời sống dễ dàng, vì đó là hành trình vác thập giá của riêng mình treo theo chân Thầy Giêsu. Thập giá ghi dấu ấn trên bất cứ ai dám sống thật sự ơn gọi Kitô hữu của mình. Nhưng thập giá lại không phải là kết thúc của Kitô giáo. Kitô giáo kết thúc bằng sự sống và sự sống lại của Chúa Giêsu. Tất cả nghịch lý nằm ở chỗ ai dám mất thì lại được, còn ai cố giữ cho được thì lại mất. Mà cái được và cái mất không giống như nhau. Cái mất là chỉ mất sống tạm bợ ở đời này, còn cái được là được sự sống vĩnh hằng ở đời sau. Chúa Giêsu đã trải qua kinh nghiệm này, kinh nghiệm được và mất.
Ngài mời chúng ta dám sống kinh nghiệm ấy cùng với Ngài. Được cả thế gian này mà mất sự sống đời đời thì có ích chi? Chúa Giêsu hôm nay vẫn muốn nhắc nhở chúng ta cái điều đó. Được lời lãi cả về thế gian mà mất phần linh hồn thì nào được ích?